mỗi con số là một dạng sóng rung liên quan mật thiết với cuộc đời. Trong thế giới hiện đại, để đi đúng đường, bạn nhờ vào hệ thống định vị GPS. Để trả lời câu hỏi bạn là ai, sứ mệnh của bạn đến cuộc đời này là gì? Bạn cần hiểu ý nghĩa con số ngày sinh của mình. Là một môn khoa học dựa vào nghiên cứu của nhà toán học Pythagore. Đã đến lúc nhìn ra bản thân và thay đổi cuộc sống với nhân số học. Quỳnh Hương xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với chuỗi chương trình Thay đổi cuộc sống với nhân số học, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực cùng với nhà Mayquy Inspiration. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một mũi tên có thể nói là rất là đặc biệt ở trong một cái trục biểu đồ ngày sinh, bởi vì nó kết nối ba con số nằm hoàn toàn trong trục tâm hồn. Có con số 2, bạn có cái trực giác tốt. Có con số 5, bạn có kết nối tốt và có được một cái khao khát để tự do thể hiện mình. Có số 8, bạn có trí tuệ tốt và độc lập tốt. Chính vì vậy, cái sự kết hợp giữa ba con số này khi cộng lại với nhau, nó sẽ tạo ra một cái trục tâm hồn đặc biệt, gọi là một mũi tên cân bằng về cảm xúc. Tuy rằng nói là cân bằng về cảm xúc như vậy, nhưng mà thật ra khi mà nghiên cứu sâu những tài liệu mà thầy David đã phân tích tích chi tiết ở trong cái quyển The Complete Book of Numerology á, thì Quỳnh Hương mới thấy cái mũi tên này nó cũng rất là sâu sắc và nó cũng không có đơn giản như những cái mũi tên khác nha mọi người. Bởi vì á, khi mà được mệnh danh là mũi tên chỉ sự cân bằng cảm xúc, tức là The Arrow of Emotional Balance, thì những người này á, họ thứ nhất là họ đã rất là sâu sắc rồi. Tuy vậy, bởi vì là nội tâm của họ rất là sâu, cho nên họ nghiệm ra được một số điều ở trong cuộc sống này. Ví dụ như họ thường sẽ hiểu về cái sự giả tạm của cái tấm thân này. Họ hiểu cái mức độ thường hằng của cái gọi là linh hồn hay tâm hồn của mình. Và bởi vì cái điều này cho nên là họ có cái khuynh hướng họ rụt sâu vào trong nội tâm. Thì những ai mà có cái con số 258, các bạn để ý, thường là những người tương đối hướng nội ha, sâu sắc nhưng mà hướng nội. Cái điểm thứ hai nữa đó là họ sẽ thường tìm đến những cái lĩnh vực nghệ thuật hoặc là giải trí để có thể diễn đạt và có thể giải tỏa được cái nhu cầu thể hiện nội tâm và cân bằng về cảm xúc. Nhưng mà cũng được dặn là xin hãy nhớ là phải đừng có để mình bị quá lậm vào trong cái hình ảnh hay hình tượng được thực hiện trong đó. Nói một cách khác có nghĩa là mình đừng để cho nó bị cuốn đi đó. Cuốn quá đi, mình nhập qua và quá vào trong cái hình thức thể hiện đó thì nó lại bị mất cân bằng rồi hen. Cái thứ ba nữa là chính nhờ cái sự cảm gọi là cái khả năng kiểm soát được cảm xúc một cách xuất sắc như vậy, cho nên họ thường là những người biểu diễn hoặc là những diễn viên rất là xuất sắc. Và điều này không chỉ thể hiện ở trong cái những người có một cái thiên hướng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, mà là trong bất kỳ một ngành nghề nào có cần cái khả năng đứng ra trước để diễn xuất. Ví dụ như chính trị gia, ví dụ như những người nói trước đám đông, ví dụ như người bán hàng, ví dụ như những người hướng dẫn viên du lịch hay giáo viên vân vân. Thì những người có cái mũi tên 258 sẽ là những người có khả năng thành công trong cái nghề nghiệp của mình rất là tốt. Và một cái điều đặc biệt nữa, cái điều này thì Quỳnh Hương chúc mừng cho những ai có được cái mũi tên về cân bằng cảm xúc 258, đó là bởi vì cái khả năng hóa thân rồi cảm nhận được mọi điều rất là tốt đẹp á, cho nên các bạn có thể lắng nghe được những cái nhu cầu và những cái nỗi khổ của những người khác. Nếu bạn vận dụng cái mũi tên này vào trong cái sự chữa lành thì nó sẽ rất là tuyệt vời hen. Cho nên là cái sự chữa lành ở đây á, không chỉ áp dụng ở trong sức khỏe đâu ạ, trong tất cả mọi thứ. Ví dụ Quỳnh Hương nói như nghề giáo viên cũng là một dạng chữa lành cho tâm hồn, rồi những chuyên viên tâm lý, rồi kể cả những người mà gọi là người lắng nghe đó, rất là nhiều thứ bạn có thể làm được. Tuy nhiên thầy David cũng có căn dặn rằng là những người này cũng phải cố gắng tránh cái khuynh hướng là
bị một chiều á, tức là mình chỉ thấy mình là đúng thôi, những người khác thì không có đúng, phương pháp của mình mới đúng thôi, phương pháp của người ta không có đúng, thì nó sẽ dễ bị sa đà vào trong một cái gọi là cái tánh chấp. Và như vậy thì cũng đã đi sai lệch khỏi cái mục tiêu gốc của mình là cân bằng về cảm xúc rồi hen. Vậy thì khi mà nói về trẻ con có một cái mũi tên về cân bằng cảm xúc thì các con sẽ có một cái lực hướng về tinh thần rất là mạnh ngay từ khi rất bé. Cho nên đôi khi các con sẽ bị đắm chìm riêng trong thế giới của mình và được đánh giá là những kẻ mơ mộng. Tuy nhiên khi mà được lôi kéo một cái cảm giác rất là được thu hút vào trong những cái hoạt động gì đó thì thường là trẻ con có cái mũi tên 258 này rụt lại chứ không có tham gia, bởi vì cái tánh nội tâm của tụi nó mà. Cho nên là để cho các con mà có thể phát triển được bình thường thì bố mẹ cần khuyến khích các con tham gia vào trong các hoạt động kết nối hay là hoạt động thể thao, hoạt động vận động đó, để cho con có thể có được một cái sự cân bằng thực sự hen. Rồi tiếp theo nữa là các con á, được theo thầy Philip khuyên á, thì các con có mũi tên 258 thì nên được ưu tiên ăn thực phẩm nguyên hạt nè, ăn đồ tự nhiên hơn là thức ăn đóng gói sẵn với nhiều hóa chất có thể gây nên sự kích động. Tới đây thì Quỳnh Hương muốn mời mọi người cùng theo dõi một số những cái trường hợp mà Quỳnh Hương có nghiên cứu qua. Thì riêng cái trường hợp này Quỳnh Hương nói về hai cái tình huống này thôi, nhưng mà mọi người sẽ thấy đi cùng với Quỳnh Hương sang Ấn Độ vào một trong những chuyến trước đây có một cô khách xin như thế này, tức là 2 tháng 3, 1, 9, 5 và 8. Cái điều đầu tiên là mọi cái của ở cô một xuất hiện một cách rất là vừa vặn và đều đặn. Riêng con số 1 với số 2 thì lẽ ra có thể được hai số hơn thì cũng ok đi. Người phụ nữ thì một con số 2 cũng đủ rồi, trực giác phát triển tốt. Một số 1 ở đây thì cũng được đi. Đây, mũi tên giỏi vạch kế hoạch. Mũi tên thứ hai là mũi tên cân bằng cảm xúc và mũi tên thứ ba là mũi tên quyết tâm. Và mỗi một cái nó đều rất là điềm đạm, nhẹ nhàng. Cho nên tính của cô gặp thêm số 10 nữa, tính cô cực kỳ sâu sắc mà rất là kín kẻ luôn. Thì cái lần đầu tiên Quỳnh Hương nhớ là gặp cô lúc mà vừa xong một cái thời thiền tĩnh tâm ở trên bờ sông Hằng vào buổi sáng. Thì lúc đó một người rất là kính tiếng như cô thì chạy tới ôm Quỳnh Hương cảm ơn và nói là giống như là có cái duyên lắm, thì vì cô muốn, mong muốn là cái sở nguyện của cô sang sông Hà, sang Ấn Độ, sang sông Hằng là để giống như là tự mình cảm nghiệm cái trường năng lượng thiêng liêng ở Ấn Độ. Và sau đó thì gặp được như vậy là hữu duyên vân vân, thì cô có hỏi ý kiến Quỳnh Hương là giữa cô với lại người con trai cô có cái ngày sinh như vậy nè, thì ai sẽ là người đứng ra để làm một cái trọng trách mà cô ước mơ cả đời, đó là xây dựng một cái thiền đường. Lúc này thì Quỳnh Hương đã có cái ý hướng nghiên cứu về nhân số học rồi, cho nên Quỳnh Hương cũng có bắt ra làm cái phân tích cho cổ thấy. Cậu con trai thì có ngày sinh là 17 tháng 1 năm 1995. Thì các bạn không cần phải nghiên cứu quá sâu, các bạn nhìn vô hai cái biểu đồ này các bạn thấy là ai có biểu đồ gọi là căn cơ hơn. Các bạn thấy ha, cậu này cũng có được một cái mũi tên về quyết tâm, nhưng cái quyết tâm của anh này với của cô thì rõ ràng là cô là điềm tĩnh, điềm đạm hơn. Cô có óc vạch kế hoạch đủ để xây dựng một cái kế hoạch xây nhà tiền đường rất là thiền đường rất là tốt. Rồi cô lại còn có một cái mũi tên về cân bằng cảm xúc cho mọi cái lắng dịu. Trong khi anh ở đây thì anh có tới 3 con số 1 ha, thể hiện cho cái sự chênh chao. Và cái 2 số 9 thể hiện cho cái ước mơ hoài bão nó rất là lớn. Thì một cái mũi tên như trước đây Quỳnh Hương có phân tích ở trong cái bài về mũi tên quyết tâm. Khi mà một mũi tên quyết tâm mà có đầu nặng mà đuôi nặng như vậy thì thường là cuộc sống cũng hơi mệt đó chứ không phải không. Cho nên sau khi mà đắn đo nhìn giữa hai cái biểu đồ, Quỳnh Hương đã quyết định là nói là thôi cô cứ cân nhắc, nếu được thì cô nên đứng ra để làm người chủ cái công trình xây dựng cái thiền đường đó. Bởi vì ở cô hội được cái yếu tố cân bằng cảm xúc và cả cái mũi tên có óc kế hoạch rất là tốt nữa. Vậy thì các bạn thấy rằng chỉ cần có một cái kiến thức cơ bản về nhân số học để hiểu về những cái tố chất ở trong cuộc đời của mỗi người
thì chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định tương đối là hợp lý, đúng đắn và có được cái hiệu quả cao nhất có thể hen. Trường hợp thứ hai mà Quỳnh Hương muốn chia sẻ với mọi người là một cậu em mà Quỳnh Hương khá là quý ở trong, nói chung là ngành hoạt động nghệ thuật nói chung. Thì cậu có cái ngày sinh là 10 tháng 2 năm 1985. 10 tháng 2 1985. Thì bạn nhìn đi, ở trong đây mọi cái đều hết sức là đẹp. Cái mũi tên quyết tâm đẹp lý tưởng nhất là 2 số 1, 1 số 5, 1 số 9 thì cậu có. Một cái mũi tên cân bằng cảm xúc 1, 2, 1, 5, 1, 8 cậu cũng có. Cậu cũng có một cái con số chủ đạo khá là thuận lợi, đó là số 8. Cho nên quan sát cái cuộc đời của cậu cũng như cái cách cậu đang sống ở trong giới nghệ thuật á, thì thấy cậu tuy rằng ở trong showbiz thật, nhưng mà cậu sống khá là khép kín nè, có nội tâm nè, rồi rất là quyết tâm làm những cái dự án của mình theo một cái cách thức rất là tốt đẹp. Tuy vậy, do có lẽ cái sự thôi thúc của nội tâm, thôi thúc của nội tâm ở đây nè, của một cái người có cái mũi tên là 258, cho nên là cậu đã có luôn luôn có những cái hoạt động để mà chia sẻ của mọi người đến với nghệ thuật hay là tư vấn tâm lý chữa lành. Mọi người có nhớ là người có mũi tên 258 là người có khả năng lắng nghe, tư vấn chữa lành không? Thì gần đây Quỳnh Hương rất là thú vị khi thấy trên trang của cậu em đã mở ra cái mục tư vấn tâm lý. Thì có lẽ là bằng trực giác thôi, thì em đang chạm gần đến những cái gì mà em đang được thôi thúc bởi cái mũi tên 258 này. Và Quỳnh Hương cũng mong là từ cái điểm khởi đầu đó em sẽ có những cái bước tiến dài hơn nữa để bắt cầu đi đúng cái con đường tiến hóa của em hen. Một trường hợp nữa Quỳnh Hương muốn giới thiệu với mọi người, đó là trường hợp của một bé gái số ngày sinh là 19 tháng 10 2005. Con số chủ đạo là 9. Thì các bạn nhìn vô em nè, nó nằm ở trong cái trường hợp mà mình đã có tìm hiểu qua 1, 9, 1, 2, 0, 0, 5. Thì các bạn thấy là nó có được một cái riêng với các em mà sinh ra sau năm 2000 mà nó có được mũi tên quyết tâm á, là Quỳnh Hương mừng cho các con, bởi vì là nó rất là quý mọi người. Nếu mà trong cái tình hình là gọi là sinh từ năm 1999 trở về trước, ai cũng có khả năng có được mũi tên này thì không nói. Nhưng nếu con sinh ra từ sau 2000 trở đi mà con lại có được mũi tên này thì chứng tỏ rằng quyết tâm của con nó sẽ rất là đặc biệt. Thứ hai nữa, con có con số chủ đạo là số 9, là một người tương đối rõ nét về mặt phát triển. Có nghĩa là xác định đường đời con rất là rõ, con đừng có đi làm ăn kinh doanh, con hướng về những cái gì mà gọi là từ thiện xã hội hoặc là nhân văn, kết nối mọi người thì con sẽ rất là thành công. Bên cạnh đó con lại còn có được thêm một con số 2 để con có được trực giác. Và các bạn nhìn đi, nếu mà nhìn theo cái tiêu chí này nè, thì ở cái trục tinh thần của con, cái trục tâm hồn của con, nó đã có được một số 2 và một số 5 rồi. Chỉ cần thêm một số 8 thôi là con lại được thêm một cái mũi tên về cân bằng cảm xúc. Vậy thì ở đây rất là may mắn là mẹ con đặt tên con là bé Thư. Thì chữ Thư 2, 8 và đây là số 3. Mọi người sẽ nhìn thấy ha. Thì khi thêm số 2 vô là vừa đủ 2 số 2, rất là đẹp. Rồi số 8 ở đây lại điền vô đây được để tạo nên được một cái mũi tên về cân bằng cảm xúc. Bên cạnh đó số 3 ở đây nữa là con được có thêm cả cái mũi tên về vạch kế hoạch. Có nghĩa là cái tên Thư này nó bổ sung rất là hoàn hảo cho cái biểu đồ ngày sinh của con. Và tin chắc rằng nếu không có gì phát sinh thôi nha, con cứ một đường như vậy con tiến tới, con cứ tiếp tục sống tốt đẹp như vậy, thì với cái chiều sâu nội tâm nè, và con gọi là khắc phục được những cái điểm gì mà người có mũi tên cảm xúc hay cần tránh, ví dụ như tránh rụt lại quá mức vào nội tâm, tránh nhập quá tâm vào vai diễn, đó, thì con hoàn toàn có thể phát triển cái cuộc đời con đi theo một cái hướng sự nghiệp là về lắng nghe hoặc là chữa lành, cứu người, làm giáo viên. Rất là nhiều ngành nghề dành cho con chỉ với cái ngày sinh này và cái tên này. Hen. Một trường hợp nữa mà Quỳnh Hương cũng muốn chia sẻ với mọi người. Em có ngày sinh là 25 tháng 7 năm 1995.
3. Thì mọi người nhìn lại đi, nó cũng tương tự như cái trường hợp ở trên đây, nhưng mà nó khó hơn ở trên này, ở chỗ là cái mũi tên quyết tâm á. Ở đây người ta đang đi theo đúng cái đường hoàn hảo nhất là 2 số 1, 1519. Còn với lại em này thì nó lại đi ngược lại, có nghĩa là chỗ người ta đang cần 2 số 1 thì em có 1 số 1 thôi, và chỗ người ta chỉ cần 1 số 9 thôi thì em có tới 2 số 9. Cho nên cuộc đời em hơi nhọc nhằn. Hơi nhọc nhằn ở chỗ là cảm thấy thiếu thốn về mặt tâm lý nè. Đôi khi cảm thấy mình rất khó diễn đạt ra ngoài những nỗi vui, nỗi buồn của mình. Và số 9 ở đây chỉ là em quá khắt khe với bản thân. Em có lý tưởng quá cao, em đòi hỏi mình và mọi người trách nhiệm với nhau quá nhiều, cho nên em bị buồn, bị khổ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của số 7 để chứng minh rằng cuộc đời của em kiểu gì cũng sẽ hơi gập ghềnh, để phải chịu một số tổn thất, và có một cái mũi tên tâm linh, cho nên là em cũng sẽ phải chấp nhận một cái sự nhạy bén về tâm linh nhất định. Rồi tiếp theo nữa là em có óc tổ chức ha, có cái mũi tên vạch kế hoạch. Và ở đây thì nhìn vô trong cái biểu đồ này, em có tới 3 cái mũi tên sức mạnh đó, nhưng mà ở đây em so với cái mũi tên về cân bằng cảm xúc thì em mới có được 2/3. Em cộng con số 8. Vậy thì chúng ta nhìn vào trong cái tên của em là tên Thành, thì chúng ta sẽ thấy Thành nó làm sao đây. T là 2, H là 8, A là 1, N là 5 và H là 8. Cho nên khi đặt chữ Thành vào đây thì nó sẽ ra là 2, rồi 8, 1, 5 và 8. Thì ở đây nó ra một cái mũi tên về chỉ số cân bằng cảm xúc mà lại là mũi tên kép. Các bạn nhớ cái mũi tên kép, Quỳnh Hương có nói bất kỳ một mũi tên kép nào cũng phải cần hết sức cẩn trọng, bởi vì nó đã mạnh gấp đôi cái lực bình thường. Cho nên những cái yếu tố nào gọi là cân bằng cảm xúc bình thường với em thì lại quá mạnh. Cho nên là kết hợp thêm với 2 con số 9 nè, kết hợp thêm với mũi tên nhạy bén tâm linh, cuộc sống của em đôi khi nó hơi bị mệt do quá nhiều cảm xúc nó được gói gọn ở trong cái tên này cùng với cái biểu đồ này. Ha. Vậy thì em phải hiểu đó là một trong những cái thử thách của em. Em làm đơn giản mọi cái bớt xuống chút bằng cách là thiền tĩnh tâm, không suy nghĩ gì hết. Khi chúng ta ngồi im, chúng ta không suy nghĩ đó các bạn, có nghĩa là chúng ta không để cho năng lượng tiêu cực nó phát triển, mà cũng không để cho bất kỳ một sự lo lắng hay cảm xúc gì nó có dịp dâng tràn. Và đó là lúc mà toàn bộ tâm trí cũng như tâm hồn của chúng ta được lắng động lại. Khi chúng ta lắng động lại thì cái chỉ số cân bằng cảm xúc này nó bớt đi một tầng, nó trở lại được với mức bình thường. Hen, các bạn cứ việc hiểu và các bạn sẽ điều chỉnh nó một cách dễ dàng thôi. Chúc cho các bạn sẽ có rất là nhiều những điều lợi lạc khi áp dụng những điều tốt đẹp mà nhân số học có thể mang đến cho cuộc đời của mình, cũng như là những người thân, những người thương xung quanh. Mời các bạn hãy cùng vào trong cái album Numerology của Quỳnh Hương trên trang fanpage Quỳnh Hương Lê Đỗ, có thể tham khảo thêm những bài viết. Và các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Quỳnh Hương Lê Đỗ để cùng đón xem những clip tiếp theo nha. Còn bây giờ Quỳnh Hương xin cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.